Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Và sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức Canada nổi bật được cập nhật trong bản tin sáng ngày 22 tháng 10. Mở đầu bản tin là lời kêu gọi của những người Canada ở Cuba kêu gọi mọi người hãy ở nhà. Một cuộc khủng hoảng điện lớn đã khiến nhiều khu vực ở Cuba chìm trong bóng tối. Người dân phải chịu đựng nhiều ngày không có điện, sau 4 vụ sập mạng lưới điện chỉ trong 48 giờ. Sự mất điện kéo dài nhiều ngày đã buộc người dân phải dùng lửa trại để nấu ăn, thực phẩm bị hư hỏng, các trường học và nơi làm việc phải đóng cửa. Du khách người Canada Jonathan Franco đã bày tỏ lo ngại và nói rằng người dân Cuba đang phải chịu đựng, hàng dài người đang phải xếp hàng chỉ để mua bánh mì, có lẽ dài khoảng nửa km. Dù một số khu nghỉ dưỡng có máy phát điện, nhưng nhiều máy đã hỏng và các nhà hàng đã phải đóng cửa. Renko mô tả cảnh hỗn loạn tại các khách sạn, nơi khách du lịch không thể nhận phòng do vấn đề điện, dẫn đến sự thất vọng của hàng trăm người trong sảnh chờ. Vụ mất điện trên diện rộng trùng hợp với thời điểm bão Oscar đổ bộ làm trầm trọng thêm tình hình với gió mạnh và lũ lụt. Các chuyên gia cho rằng cơ sở hạ tầng lạc hậu của Cuba và sự phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu từ Venezuela nơi đang trải qua cuộc khủng hoảng nhân đạo là những yếu tố chính dẫn đến vụ mất điện chưa từng có này cuộc khủng hoảng đã dấy lên lo ngại về một thảm họa nhân đạo lớn hơn thúc giục yêu cầu hoa kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại arturo minuchet từ hiệp hội hữu nghị Cali, cuba cho biết lệnh cấm vận là vấn đề chính nếu họ để người cuba tự quyết định bạn sẽ không thay đổi được hệ thống ở đó trong khi đó renco khuyên những người có ý định đi du lịch nên xem xét lại việc đến thăm cho đến khi cuộc khủng hoảng điện được giải quyết, nói rằng đây không phải là Cuba mà tôi biết. Việc Thủ tướng Trudeau từ chức sẽ vì lợi ích tốt nhất của Canada, nghị sĩ đảng tự do cho biết. Nghị sĩ đảng tự do Sin Casey đã bày tỏ niềm tin rằng việc Thủ tướng Justin Trudeau từ chức sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho Canada, đặc biệt là để ngăn chặn một chính phủ bảo thủ do Pierre Poilievre lãnh đạo. Phát biểu với các phóng viên khi Hạ viện Canada tái hợp, Casey đã phản ứng những cảm nhận từ cử tri của mình, cho biết đã có nhiều vấn đề tích lũy mọi người đã lờ đi ông ấy. Casey xác nhận rằng ông là một trong số tối đa 30 nghị sĩ đảng tự do đã ký một tài liệu nội bộ kêu gọi Thủ tướng Trudeau từ chức. Tài liệu này dự kiến sẽ được thảo luận tại cuộc họp kín sắp tới. Casey nhấn mạnh rằng ông chưa nghe thấy sự phản đối nào từ các đồng nghiệp về ý tưởng này. Những người mà tôi đã liên lạc đều ủng hộ mạnh mẽ, ông nói. Áp lực đối với thủ tướng Trudeau đã gia tăng khi bốn bộ trưởng nội các thông báo trong tuần qua rằng họ sẽ không tái tranh cử, làm tăng thêm làn sóng rời bỏ trong đảng. Mặc dù Casey chưa làm việc với bất kỳ ứng viên thay thế nào cho Trudeau, ông cho rằng sẽ có một ứng cử viên tiềm năng. Cựu thủ hiến British Columbia Christy Clark đã bày tỏ mong muốn tham gia vào các cuộc thảo luận về tương lai của đảng tự do nếu Thủ tướng Trudeau từ chức. Dù có nhiều chỉ trích, một số bộ trưởng bao gồm cả Patti Hasdu và Dan Vandor vẫn khẳng định niềm tin vào Thủ tướng Trudeau, với Vandor nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc thảo luận cởi mở trong học kính. Bộ trưởng Môi trường Stephen Gilbert thừa nhận sự mệt mỏi của công chúng sau gần 9 năm lãnh đạo của đảng tự do, nhưng khuyến cáo nên thận trọng khi xem xét các lựa chọn thay thế, đặc biệt là Polyf. Hàng ngàn sinh viên quốc tế bỏ lỡ học kỳ mùa thu trong bối cảnh bất ổn, chậm trễ, thị thực. Hàng ngàn sinh viên quốc tế đã bỏ lỡ học kỳ mùa thu tại ba trường cao đẳng ở Ontario do những hạn chế nghiêm ngặt hơn về hệ thống giấy phép học tập của Canada được Ottawa công bố. Các quan chức trường học đã cảnh báo sự sụt giảm đáng kể về số lượng sinh viên ghi danh do các vấn đề về visa và ảnh hưởng từ các chính sách liên bang gần đây. Glenn Beck, chủ tịch cao đẳng St. Lawrence cho biết dự kiến có 1.600 sinh viên quốc tế mới trong mùa thu này, nhưng chỉ ghi danh được 775 sinh viên. Ông nói đây không phải là điều bình thường, nhấn mạnh rằng nhiều sinh viên gặp khó khăn trong việc xin visa kịp thời và trường đã chấp thuận yêu cầu hoãn nhập học cho khoảng 1 phần 3 sinh viên bị ảnh hưởng. Vào tháng 1, Ottawa đã công bố kế hoạch giới hạn giấy phép học tập quốc tế vào năm 2024 và Bộ trưởng nhập cư Mark Miller gần đây đã giới hạn thêm 10%. Canada dự kiến sẽ hạn chế việc cấp giấy phép học tập xuống còn 437.000 vào năm 2025 và 2026. fulenburg nhận xét rằng chính sách này làm tổn hại đến danh tiếng của Canada như một điểm đến giáo dục. Nói rằng về cơ bản Canada giống như là đã đóng cửa kinh doanh. Tại cao đẳng Mohawk, số lượng sinh viên quốc tế ghi danh đã giảm khoảng 38% so với năm ngoái. Chỉ 60 trong số 300 giường ở ký túc xá mới được lấp đầy, Phó Chủ tịch Katie Burroughs cho biết những lo ngại về triển vọng tương lai tại Canada do chính sách của chính phủ cũng là một yếu tố trong sự sụt giảm này. Một thay đổi chính sách khác hạn chế giấy phép làm việc cho các sinh viên tốt nghiệp các khu vực thiếu hụt lao động làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn. Hàng chục nhà trẻ GTA đóng cửa do sự phản đối chương trình chăm sóc trẻ em 10 đô một ngày. Hàng chục nhà trẻ tư nhân ở vùng GTA và Ontario dự kiến sẽ đóng cửa vào hôm nay, thứ ba ngày 22 tháng 10 để phản đối những thay đổi gần đây. Đối với chương trình chăm sóc trẻ em quốc gia 10 đô la mỗi ngày, 50 trung tâm ở CTA sẽ tham gia biểu tình tại Queens Park nhằm nhấn mạnh những lo ngại về một mô hình tài trợ mới mà nhiều người cho rằng đe dọa sự sống còn của họ. Jackie Shepard, phát ngôn viên của nhóm nhà điều hành tư nhân, giải thích rằng những điều chỉnh gần đây đối với mô hình tài trợ của tỉnh đang gây nguy hiểm cho hoạt động của nhà trẻ. Nhiều cơ sở như là của anh Yakur ở Moscow, cung cấp các chương trình chuyên biệt nhưng lo ngại rằng công thức tài trợ chỉ dựa trên chi phí mới sẽ không đủ để trang trải các chi phí cần thiết. Đó sẽ là một cơn ác mộng hành chính để thực hiện những thay đổi mới này. Chính phủ đã công bố vào tháng 8 rằng họ sẽ chuyển từ mô hình thay thế doanh thu sang một hệ thống dựa trên chi phí bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 với mức phí trần phụ huynh là 22 đô la mỗi ngày. SIPA chỉ trích động thái này vì sự hạn chế nghiêm trọng quyền chi tiêu và quyết định của các trung tâm. Nhiều nhà điều hành tư nhân đã gửi thư cho phụ huynh cảnh báo rằng họ có thể phải rút khỏi chương trình chăm sóc trẻ em và học tập sớm trên toàn Canada nếu không có sự điều chỉnh nào được thực hiện. Điều này có thể dẫn đến việc tăng phí đáng kể cho các gia đình. Andrea Hannen Giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà điều hành nhà trẻ Ontario đã thừa nhận áp lực lên nhiều trung tâm, đặc biệt là những trung tâm không tham gia chương trình chăm sóc trẻ em và học tập sớm trên toàn Canada, có thể mất nguồn tài trợ thiết yếu vào năm 2025. Đáp lại những lo ngại này, một phát ngôn viên của Bộ trưởng Giáo dục Children Club cho biết mô hình tài trợ mới đã được phát triển sau nhiều cuộc tham vấn và nhằm cung cấp sự ổn định cho các nhà điều hành. Họ cam kết sẽ tiếp tục vận động để có thể có thêm hỗ trợ từ liên bang. Alberta chứng kiến tuyết rơi đầu mùa Miền Nam Alberta đang chuẩn bị cho cơn tuyết đầu tiên của mùa với các thông báo thời tiết đặc biệt được phát hành trên toàn khu vực. Cảnh báo tuyết rơi đang có hiệu lực cho vùng chân núi, nơi một số khu vực có thể thấy tuyết rơi 15cm tuyết rơi dự kiến sẽ khiến đường đi trơn trượt và làm chậm việc di chuyển sự thay đổi đột ngột về thời tiết theo sau một đợt không khí lạnh mạnh mẽ đã làm nhiệt độ giảm đáng kể nhiều khu vực khó có thể duy trì trên mức đóng băng calgary red Deer và edmonton dự kiến sẽ trải qua nhiệt độ ban ngày ở mức một chữ số cơ quan môi trường và biến đổi khí hậu canada cảnh báo về điều kiện di chuyển thay đổi nhanh chóng và tầm nhìn giảm sút trong đợt tuyết rơi dày Dự báo cho thấy tổng lượng tuyết sẽ từ 5 đến 10 cm ở phía tây Calgary với lượng tuyết rơi nhiều hơn ở vùng chân núi. Nhiệt độ mát mẻ dự kiến sẽ kéo dài trong suốt tuần, báo hiệu rằng mùa thu đã chính thức đến và mùa đông đang ở phía trước. Hai người chết, một người bị mất tích ở BC sau vụ lở đất, đường bị cuốn trôi do mưa lớn. Tại British Columbia, thời tiết khắc nghiệt đã dẫn đến cái chết của hai người và một người bị mất tích có khả năng bị mắc kẹt trong một chiếc xe bị chìm sau cơn mưa lớn gây ra lở đất, lũ quét và lũ lụt khu vực. Một giáo viên tiểu học 57 tuổi tên là Sonja Martintray được xác nhận đã tử vong sau khi một trận lở đất đã phá hủy ngôi nhà của cô ở gần khu khích lâm. Hiệu trưởng trường của cô cho biết sẽ có sự hỗ trợ cho cộng đồng trường học trong thời gian khó khăn này. Metro Vancouver đã trải qua lượng mưa lớn với hơn 256 mm được ghi nhận từ thứ sáu đến tối chủ nhật, khiến nơi đây trở thành một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tại Vancouver Island, một người đã được tìm thấy đã chết và một người khác bị mất tích sau khi các phương tiện bị cuốn vào sông Sarita do lũ quét dọc theo Banfield Road. Các đội tìm kiếm và cứu nạn hiện đang chờ điều kiện an toàn để tìm kiếm người lái xe mất tích. Cơ quan dự báo sông của BC đã phát hành cảnh báo lũ cho nhiều dòng nước, bao gồm sông Coquitlam. Mặc dù cảnh báo về mưa và lũ đã được dỡ bỏ, các cộng đồng vẫn đang đối phó với hậu quả bao gồm việc tiếp tục di tản ở khu vực Deep Cove ở phía bắc Vancouver. Lượng mưa gần đây đã thiết lập nhiều kỷ lục hàng ngày. West Vancouver nhận được 134,6 mm trong ngày, Khu vực hồ Kennedy trên Vancouver Island đã ghi nhận gần 320 mm kể từ thứ sáu. Cảnh báo trộm cắp bưu phẩm, cư dân Kelowna, BC phát hiện kẻ trộm tại hiên nhà. Một cư dân ở Kelowna, BC đang nâng cao nhận thức về nạn trộm cắp bưu phẩm sau khi chứng kiến một gói hàng bị đánh cắp từ hiên nhà của họ. Taha Chowdhury, cho biết vụ trộm xảy ra chỉ 60 phút sau khi gói hàng được giao vào tối thứ bảy. Kẻ trộm được miêu tả là mặc quần tuyết, áo khoác trượt tuyết và một bảo hiểm xe máy, đã đến bằng xe điện và có vẻ lo lắng khi quan sát khu vực trước khi nhanh chóng lấy gói hàng. Chaudhary nhớ lại, hắn trông có vẻ lo lắng như thể hắn đang nhìn ra đường để xem có xe nào đang đến hay không. Một người hàng xóm sau đó đã thông báo cho Chaudhary kẻ trộm chạy vào những con đường mòn gần đó cho thấy rõ là hắn đang tìm kiếm những mục tiêu dễ dàng khi việc mua sắm trực tuyến tiếp tục gia tăng cơ quan chức năng đang kêu gọi người tiêu dùng thực hiện các biện pháp phòng ngừa lời khuyên là đừng để hàng hóa được giao đến cửa nhà khi bạn không có ở đó hãy yêu cầu có chữ ký vì nếu người giao hàng không thể nhận được chữ ký thì gói hàng sẽ không được giao đến cửa của bạn Mùa lễ hội đang đến gần, cảnh sát đang cảnh báo người mua sắm phải bảo vệ tài sản của mình vì các trung tâm mua sắm trở thành mục tiêu chính cho bọn trộm. Metro ra mắt chương trình Moi Rewards tại Ontario Metro sẽ mở rộng chương trình Moi Rewards của mình vào Ontario vào ngày 24 tháng 10 sau khi triển khai thành công tại Quebec và New Brunswick vào năm ngoái. Sáng kiến này phản ánh tầm quan trọng ngày càng gia tăng của các chương trình khách hàng trung thành trong ngành bán lẻ nhằm thu hút và giữ chân khách hàng. Mỗi Rewards cho phép người dùng kiếm điểm khi mua sắm tại các cửa hàng Metro và Chinko2 với các điểm thưởng bổ sung có sẵn thông qua các ưu đãi cụ thể. Đặc biệt, việc ra mắt này đánh dấu chương trình khách hàng trung thành đầu tiên của nhãn hàng giảm giá Metro Food Basics với 277 cửa hàng tạp hóa thuộc sở hữu của Metro và chính hiệu thuốc Chinko2 tại Ontario, Chương trình nhắm đến việc thu hút một lượng khách hàng rộng lớn. Ứng dụng Metro có ngưỡng đổi điểm thấp, cho phép khách hàng đổi điểm chỉ từ 4 đô la. Ngoài ra, Metro cũng hợp tác với chương trình Avon Rewards của RBC tại Ontario, cho phép người mua liên kết thẻ RBC của họ và kiếm thêm điểm moy Rewards cho các giao dịch ngoài cửa hàng Metro. Lợi ích kép này cũng có sẵn tại Quebec và New Brunswick. Một cuộc khảo sát của Givex cho thấy 57% người Canada tham gia từ 2 đến 4 chương trình khách hàng trung thành. Các chương trình tập hóa đặc biệt được đánh giá cao, đặc biệt là bởi các hộ gia đình có thu nhập thấp. Canada cần hơn 300 tỷ đô la để thay thế cơ sở hạ tầng đường bộ, đường thủy xuống cấp. Theo thống kê Canada, chi phí thay thế hệ thống đường bộ và đường thủy đang xuống cấp của Canada ước tính hơn 356 tỷ đô la. Con số này đang tăng hơn 100 tỷ đô la kể từ năm 2020. Cơ sở hạ tầng rất kém cần thay thế ngay, trong khi hạ tầng kém cần sửa chữa lớn. Hệ thống nước là mối quan tâm chính do lũ lụt tăng cao, 106,5 tỷ đô la cần để thay thế cho các hệ thống nước yếu kém. Ngoài ra, cần 250,2 tỷ đô la để cải thiện cơ sở hạ tầng đường bộ. Tổng chi phí thay thế toàn bộ hệ thống đường bộ và đường thủy của Canada ước tính lên đến 2,6 ngàn tỷ đô la. Tiền chuột khổng lồ được doanh nghiệp Canada trả sau các cuộc tấn công mạng Theo thống kê Canada, một số doanh nghiệp đã trả hơn 500 ngàn đô la tiền chuột sau các cuộc tấn công mạng vào năm ngoái. Trong năm 2023, khoảng 2% doanh nghiệp Canada bị tấn công bằng phần mềm tống tiền. Dù đa số không trả tiền, 12% doanh nghiệp đã nộp tiền cho kẻ tấn công. Phần lớn các khoản tiền chuột dưới 10.000 đô la, nhưng 4% doanh nghiệp bị tấn công đã trả trên 500.000 đô. Chỉ 13% doanh nghiệp báo cáo sự việc cho cảnh sát. Các doanh nghiệp đã chi 1,2 tỷ đô la để phục hồi sau các sự cố và 11 tỷ đô la để phòng ngừa và phát hiện tấn công mạng vào năm 2023. Gia tăng lừa đảo vé Taylor Swift ở Canada, cách nhận biết và phòng tránh khi Taylor Swift chuẩn bị kết thúc Eras Tour tại Canada, nhiều fan đã dễ bị lừa đảo khi mua vé. Trung tâm chống gian lận Canada đã nhận được 140 báo cáo về vé giả, đa phần từ những người bị lừa tiền. Để tránh mất tiền, dưới đây là một vài mẹo để phòng tránh: Kiểm tra chính sách những vé. Ticketmaster chỉ cho phép chuyển vé 72 giờ trước sự kiện. Nếu ai hứa chuyển vé sớm hơn, đó là dấu hiệu lừa đảo. Cẩn thận với giá vé rẻ. Vé Swift rất đắt, thường lên đến hàng ngàn đô la. Giá quá rẻ, thường là bẫy. Kiểm tra người bán. Nhiều kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội để bán vé giả. Hãy xác minh thông tin bằng cách liên hệ qua kênh khác hoặc là hỏi người quen. Luôn cảnh giác và thực hiện thẩm định khi mua vé. Người phụ nữ Toronto tốn gần 2.000 đô la gửi xe khi thăm mẹ tại cơ sở y tế. Một phụ nữ ở Toronto cho biết chi phí gửi xe gần 2.000 đô la trong 15 tháng khi thăm mẹ tại bệnh viện và trung tâm chăm sóc dài hạn đã trở thành gánh nặng tài chính lớn. Michela, người được yêu cầu giấu tên đầy đủ chia sẻ rằng mẹ cô nhập viện 15 tháng trước và sau đó chuyển đến trung tâm chăm sóc sức khỏe West Park. Cô thăm mẹ gần như mỗi ngày dẫn đến chi phí gửi xe cao. Trung tâm West Park giải thích rằng tiền thu từ bãi đậu xe được dùng để cải thiện dịch vụ, Họ cung cấp các gói đổ xe giảm giá như là H-Pass giúp tiết kiệm chi phí cho người sử dụng thường xuyên. Một số nhân viên cũng bày tỏ lo ngại về việc phải trả tiền gửi xe khi đi làm, cho rằng đây là gánh nặng không cần thiết. Họ kêu gọi miễn phí cho nhân viên y tế và người chăm sóc. Michela hy vọng sẽ có các lựa chọn đổ xe rẻ hơn cho những người chăm sóc như cô. Và tiếp theo là những thông tin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái và giá vàng. 1 đồng đô la Canada tương đương với 0,7228 đồng đô la Mỹ và cũng tương đương với 0,6674 đồng euro. 1 đô la Canada đổi được 18.402 đồng Việt Nam. 1 đô la Mỹ đổi được 25.436 đồng Việt Nam. 1 aus vàng có trị giá là 2.739,32 đồng đô la Mỹ, tương đương với 3.785,95 đồng đô la Canada. Vừa rồi là những tin tức Canada nổi bật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.